Thượng viện Mỹ duyệt kết nạp Phần Lan, Thụy Điển và NATO. Thượng viện Mỹ phê chuẩn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, đồng thời ủng hộ mở rộng liên minh quân sự. Thượng viện Mỹ ngày 3 tháng 8 phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Phiếu chống duy nhất là của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley, người cho rằng Mỹ cần tập trung vào thách thức từ Trung Quốc hơn là châu Âu. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rempo bỏ phiếu có mặt thay vì tán thành hay phản đối. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang trông đợi ký phê duyệt tài liệu, quyết định sẽ đưa Mỹ trở thành quốc gia thứ 23 trong tổng số 30 nước thành viên NATO tán thành kết nạp hai nước Bắc Âu gia nhập liên minh. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng các nước phương Tây đang đưa ra tín hiệu đoàn kết sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Điều này rất quan trọng và mang tính cảnh báo với Nga rằng họ không thể đe dọa Mỹ hay châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cố sử dụng chiến sự ở Ukraine để chia rẽ phương Tây. Thay vào đó, cuộc bỏ phiếu hôm nay cho thấy liên minh của chúng ta đang vững mạnh hơn bao giờ hết, ông nói. Tất cả 30 thành viên NATO phải phê duyệt đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển trước khi hai quốc gia được kết nạp vào khối. Những nước chưa thông qua quyết định gồm Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển nhượng bộ một số vấn đề, trong đó có cho phép dẫn độ hàng chục người bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố trước khi ủng hộ tư cách thành viên của hai nước. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21 tháng 7 cho hay, một ủy ban đặc biệt sẽ họp với Phần Lan và Thụy Điển vào tháng 8 để đánh giá hai nước có đồng ý với điều kiện của Ankara hay không.